chơi của tụi mày đã kết thúc. Tụi mày nghĩ coi, tao sẽ làm gì với tụi mày? Anh muốn làm gì tôi cũng được. Xin hãy thả hai bạn của tôi ra đi. Tụi em đâu có làm gì sai với anh đâu, anh thả tụi em ra đi. Đúng sai giờ này đâu còn quan trọng nữa đâu em. Quan trọng là tính mạng của ba đứa tụi em đang nằm trong tay của anh à. Trước khi bị đập, tụi bay có muốn nói gì với nhau không? Có. Tôi có chuyện muốn nói. Nói. Huy ơi, Vi thấy là Mai thích Huy lắm á. Hay là Huy thích Mai đi nha, đừng có thích Vi nữa. Vi còn nhiều chuyện phải lo, nhiều việc phải làm nữa. Trời ơi, Vi không thích Huy thì cũng đừng có cấm Huy thích Vi chứ. Với lại á, đừng có làm Mai Huy dai hết. Nhưng mà Vi thấy Mai thích Huy mà. Vi cũng nói là không có thích Huy rồi, Huy bỏ cuộc đi. Mai thích Huy thiệt lòng mà. Huy đã nói với Mai rất là rõ rồi, Huy không có thích Mai đâu, nên là Mai cũng đừng có thích Huy nha. Đẹp trai mà cố chấp quá. Nhưng mà Huy thích Vi thì cả đời Huy cũng thích mỗi mình Vi à. Trời ơi, tôi vừa tào lao, quậy phá, học dở, lại còn nhà nghèo nữa, có gì đâu mà không thích. Thì chắc là tại vì Vi tào lao đó. Cái sự tào lao của Vi á, nó lạ lùng, cuốn hút lắm kìa. Ê, cho hỏi ngôn cái, cuối cùng ai thích ai? Đây, để tôi kể cho ông nghe nha. Là mày thích Vi, à đâu Vi thích Vi, ớ lộn, Vi thích mày. Không, mày thích Vi. Không, Vi thích mày. Mày thích Vi, đẹp mắt. Vi thích Vi. Mà tụi bay quá, mới bay lớn mà yêu đương nhăn nhít y như cái bùng binh tam giác. Bây giờ tụi bay nói đi, đứa nào thích đứa nào, nhanh gọn để tao còn sửa tụi bay nữa. Nè, là tôi đã kéo Quy một lớp tới bắt nạt đàn em của anh đó, nên anh xử tôi đi. Không, là tôi gây hấn với đàn em của anh trước. Anh đánh tôi đi, đừng có đụng tới Vi. Anh ơi, anh thả ba tụi em ra đi, nhà em giàu lắm, em đưa tiền cho anh nha. Ok, tao rất đồng cảm với tình yêu tình bạn của ba đứa tụi bay, nên bây giờ tao quyết định luôn nha. Tao sẽ đập luôn ba đứa tụi bay khỏi danh. Có lẽ như tôi đã đến đúng lúc. Ý, thầy Đức kìa, chạy. Thầy Đức, thầy ơi, cứu em nhé thầy ơi. Thôi em yên tâm đi, vì đã có thầy đây, mau thả học sinh của tôi ra. Ông nội này là ai? Tôi là thầy của mấy đứa này, thả tụi nó ra. Thầy của mấy đứa này? Đúng vậy. Dạ, em xin lỗi thầy, hôm nay em được vô lễ với thầy. Mày ngon thì nhào vô đi. Nãy giờ tao nhịn mày nhiều rồi. Nếu như mày không muốn ăn cơm cùng, mày thả tụi học sinh tao ra. Mày được lắm. Wow. Em thiệt là không ngờ thầy lại lợi hại như vậy. Em bắt đầu ngưỡng mộ thầy rồi đó nha. Hồi nãy á thầy, em lo cho thầy lắm luôn á. Nhưng mà em không ngờ thầy phản đem tụi nó mạnh mẽ như vậy luôn á. Mà thầy, em có một thắc mắc. Bộ thầy là công an chìm hả? Sao thầy có cầm số 8 vậy thầy? Nói nhỏ thôi. Cái chuyện này á là bí mật của bố thầy cho chúng ta thôi, nghe chưa? Các em nhớ á, sau này mà có đụng chuyện gì nữa thì hãy nhớ đến thầy. Thầy sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ các em. Hay quá. Bây giờ thầy cho chúng ta cùng về lớp thôi. Ủa thầy ơi. Thầy ơi. Thầy ơi. Không phải thầy ơi. Thầy ơi. Wow. Em sắp ngưỡng mộ thầy đó thầy ơi. Rồi. Cả lớp im lặng nghe chứ chị. Phụng Thiên thừa nhận Hoàng đế chiếu rằng hôm nay thầy nghỉ. Chính ra tổ chức văn nghệ đi. Ý kiến hả?
đợi xíu rồi, đợi xíu rồi. Gì vậy? Gì vậy? Có là hả? Trời ơi! Chúng ta xin chào đón một giọng ca mới trong làng giải trí. Khoan. Mà bà Vy bà hát á, mình phải đóng cửa lại, chúng ta giọng bà bay lung tung. Cũng đúng. Lẹ lên. Ai cả. Ok bà ngồi luôn, bây giờ tôi sẽ trình bày bài hát Lớp Trưởng Bất Ổn. Xin mời vũ đoàn ABC lên Minh Hòa ạ. Mình minh mừng cho anh chị đẹp xinh đẹp đôi Lan Phượng chúc mai một nha. Vâng. Và giờ đây không để quý anh chị chờ đợi lâu nữa, cùng dành một tràng pháo tay thật to thật dài để chào đón đôi đôi của chúng ta. Thôi đừng giỡn nữa. Bây giờ MC chị Đinh người hát đi. Ok. Không ai hát thì để tôi hát cho. Và sau đây là phần trình diễn của ca sĩ Gia Hoa. Coi đây là cái lớp học hay là sân khấu ca nhạc hả? Dạ tại vì đâu có ai dạy tụi em đâu thầy. Đúng rồi thầy, thầy Đức cũng bỏ tụi em đi rồi. Rồi tụi em tính tầm loạn lên đó hả? Lớp trưởng đâu rồi? Dạ em. Em mà còn không quản được cái lớp này á, lên phòng giám thị viết kiểm điểm cho tôi. Ơ thầy, nhưng mà cái micro đâu? Thu trước nha. Trời ơi, tại mấy người hết luôn á. Mấy người quậy như vậy là tôi với bạn kiếm điểm hết chưa? Trời ơi. Thôi tại bà luôn á. Ê mà khoan. Thôi lỡ tạo nghiệp rồi, quậy tiếp đi. Thầy vô. Ai muốn lên phòng giám thị, bước lên đây. Quá là mệt mỏi rồi. Cấp bao. Mọi người lên phòng thầy hiệu trưởng đi. Hồi nãy tôi đi ngang qua, thấy thầy Đức với thầy hiệu trưởng nói chuyện nghe căng lắm. Hả? Ê, đi coi thử. Cho tôi với. Thầy coi cái việc thầy đã gây ra đi. Ha? Thân là giáo viên đi quýnh lộn với cái đám kia trước mặt học sinh của mình. Hỏi coi, mặt mũi tôi nè, làm sao mà binh vực được cho thầy đây? Thưa thầy, tôi không thể nào nhìn đám côn đồ kia hành hung học sinh của tôi được. Trời đất ơi, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết, không thể nào mà lấy bạo lực trấn áp bạo lực được, hiểu không? Vì vậy mà cho nên thầy mới một thân một mình đi cứu đám học sinh. Ủa, rồi lỡ thầy cứu không được thì sao? Không chỉ riêng thầy mà cả cái đám học sinh nó cũng gặp nguy hiểm nữa. Trời đất ơi, cái việc cứu học sinh nhiều cách lắm. Thầy nè, có thể gọi cho cơ quan chức năng, cơ quan chính quyền, đúng không? Hoặc là gọi về cho nhà trường, rồi sẽ có biện pháp kịp thời ngăn chặn. Rồi giờ làm sao? Cho dù thầy có lý do chính đáng đi chăng nữa, mà bây giờ nè, đó, thầy gây phiền phức rắc rối cho nhà trường rồi,
thì thử hỏi bây giờ nè, nhà trường có cách gì để bảo vệ cho thầy đây hả? Thầy ơi, em, thầy ơi em làm chứng ạ. Ai cho tụi em vô đây hả? Tụi em gây phiền phức rắc rối vậy chưa đủ hả? Dạ không phải thầy, tại vì đám người kia bắt nạt tụi em trước nên thầy Đức mới tới cứu tụi em thôi thầy. Nếu mà không có thầy Đức á hả, chắc là tụi em không còn đứng ở đây đâu thầy. Em im lặng đi, ai cho em đi vào đây? Đi ra ngoài cho tôi, đây là việc của người lớn, không phải việc của các em. Nhưng mà... không có nhân nhị gì hết, đi về lớp nhanh. Ê, không biết thầy có bị đuổi không nữa mấy bà, chứ tôi thấy tình hình này căng lắm đó nha. Đuổi gì mà đuổi, thầy có làm gì đâu mà bị đuổi, ông đừng nói xui nghe. Ủa bà không nghe thầy hiệu trưởng nói hả, tình hình có vẻ nghiêm trọng lắm á. Tức ghê, tất cả là tại cái đám lớp trên dám đi tố cáo thầy của tụi mình. Bây giờ tôi phải lên trên đó rồi hả, tôi dạy cho tụi nó một bài học mới được. Thôi đi, giờ này còn đi gây sự gì nữa, thầy Đức đang bị thầy hiệu trưởng la chưa đủ hả? Tức hả. Vi, thầy, các em đừng có đi gây sự nữa được hay không? Xém chút nữa là bị người ta đánh rồi. Trải qua sự việc lần này, tại sao các em lại không rút ra được kinh nghiệm cơ chứ? Nhưng mà tụi em đâu để thầy bị oan được. Thầy không có bị oan. Các em đừng có suy đoán lung tung nữa. Đây là trách nhiệm mà thầy phải chịu. Thôi, các em mau về lớp học đi. Nhưng mà thầy đã cứu tụi em mà, đáng lý ra thầy phải được vinh danh rực rỡ, chứ sao lại phạt thầy được ạ? Đúng rồi đó thầy, nếu có bị phạt á thì tụi em phải là người chịu phạt mới đúng. Đúng rồi thầy, tụi em sẽ luôn luôn bên cạnh thầy. Thôi được rồi, bây giờ các em quay trở về lớp, cố gắng chăm chỉ học hành, thì tôi sẽ coi như đó là hình phạt mà các em phải chịu. Vậy nha, tạm biệt lớp giúp thầy. Ủa, thầy nói vậy là sao mấy bộ? Là sao ta? Trời ơi, cái bà này sao mà ngu lâu dốt bệnh khó đào tạo quá vậy? Ủa, Huy, mà thầy nói vậy là sao? Thầy nói vậy á, tức là thầy không được dạy lớp mình nữa rồi. Có nhiều đứa cũng không hiểu nữa. Chờ tôi với. Thầy ơi, chờ tụi em với thầy. Thầy. Ôi mà thầy, hay là thầy cho tụi em biết nhà thầy Đức ở đâu được không thầy? Tôi đã nói rồi, không biết là không biết. Sao cứ hỏi hoài vậy mấy đứa này? Em không có tin đâu. Địa chỉ của thầy Đức á chắc chắn là phải có ở văn phòng trường, đúng không? Đúng. Thầy, thầy tìm địa chỉ nhà thầy Đức cho tụi em đi nha. Tụi em đội ơn thầy lắm lắm luôn á. Đúng rồi thầy, không biết là không biết. Thầy, bây giờ thầy chỉ nhà thầy Đức cho tụi em chỉ cần địa chỉ thôi. Tụi em sẽ bao thầy một ly trà sữa. À, không.
10 ly luôn. Mười ly luôn. Mười ly luôn. Như vậy là hối lộ nhân viên quan chức nhà nước nha. Coi chừng tôi nha. Không phải đâu thầy. Không phải thầy. Tại vì em biết thầy là một người giáo viên gương mẫu chính trực. Còn nói về cái độ uy quyền của thầy trong cái trường này thì ai có bằng thầy đâu em. Đúng rồi, chính xác luôn. Em nói chính xác rồi đó. Nhân, tìm nhà nước làm gì? Tới tới làm loạn hay gì? Chịu đựng tụi em ở trường chưa đủ hả? Không phải đâu thầy. Tại vì á, tụi em á, đám tụi em không có thầy đốc, tụi em không có tập trung học hành được. Tụi em hứa là lần này tụi em không bao giờ làm loạn nữa. Với lại tụi em chỉ cần biết nhà thầy đốc là đủ rồi thầy nha thầy. Thôi nha, không biết nha, không làm phiền tụi Thôi đúng rồi. Tôi sợ tụi em quá rồi đó. Bà Vy ơi là bà Vy, cái gì đâu mà cứ đi lòng già lòng vòng. Nguyên xóm này người ta biết mặt bốn đứa mình hết trơn luôn rồi đó. Cái ông không thấy sáng giờ cái xóm này nó bự cỡ nào hả? Tính ra là phải kiên nhẫn xíu chứ. Huy nói đúng mà, đi lòng vòng riết rồi cái chân tôi nó muốn sụp luôn rồi nè. Ủa trời, ai bắt bà đi chung đâu rồi bà đi theo tôi chi vậy? Hôm nay á, tôi phải nói với ba tôi á là đi học thêm để đi kiếm nhà thầy với mấy người nè. À, vậy là cũng bon chen dữ hen. Mà nắng quá à, tôi muốn xỉu. May, bà đừng xỉu đây nha. Bà xỉu đây, à không ai đỡ được đâu. Nói cái gì á? Thôi, lo đi kiếm nhà thầy lẹ đi nè, mệt quá. Đi. Đi. Ê, khoan mọi người. Hình như nhà thầy ở bên đó đó. Đâu đâu? Kìa thấy không? Chắc không? Chắc. Vậy thì lẹ lên. Đi. Đi. Ê bà Vy, bà có chắc ở đây đúng là địa chỉ nhà thầy Đức ở chưa? Chứ từ sớm giờ là tụi mình lượn quanh cái xóm này là 8 vòng rồi đó nha. Tôi chắc chắn 100% luôn. Tại vì á, tôi nghe thầy giám thị nói là trong cái xóm này chỉ duy nhất nhà thầy là có màu xanh lá thôi. Hèn chi, xanh lá là xa lánh. Thấy mọi người xa lánh thầy quá trời. Tào lao, thầy xa lánh mọi người. Thôi mấy người đừng có nói tào lao nữa. Nắng quá à, hay là mình đi về đi. Thầy chắc không có về đâu, cửa khóa ngoài rồi kìa. Trời ơi, bà ráng đợi thêm xíu nữa đi. Lỡ đâu thầy bận công việc gì chưa về kịp thì sao? Thôi nắng quá à, đen da tôi hết luôn á. Không ấy à, tính chị nắng cho mày nghe. Cốc. À, đúng rồi đó, nắng thiệt ha. Nép vô đây nè Vy. Đúng là cuộc tình ngang trái. Ê mọi người, thầy kìa. Thầy. Kìa. Bận đồ shipper vậy? Không lẽ nhìn là biết rồi còn gì. Thầy đổi nghề shipper thiệt rồi kìa. Thầy chưa nắng cho shipper. Khoan. Trước khi khóc á, gỡ miếng ớt trên răng ra kìa. Đúng là nước mắt cá sấu mà. Hồi xưa thì toàn là bày trò chọc phá thầy, giờ bày đặt khóc với lóc. Nè, mấy cái đứa kia làm cái gì mà lấp ló đó? Đi lại đây tôi biểu coi. Thầy thấy là kệ đi. Dạ thưa thầy, các em đang làm cái gì ở đây vậy hả? Tại sao tụi em lại biết nhà của thầy? Tụi em phải lôi kéo năn nỉ thầy giám thị mấy lần mới biết được đó thầy. Đúng rồi thầy. Hay là thầy quay trở lại lớp dạy tụi em được không thầy? Ủa mà thầy ơi, sao tự nhiên thầy chạy shipper vậy thầy? Rồi bây giờ mấy đứa tính đứng đây chất vấn thầy luôn hay gì? Vô nhà đi rồi nói chuyện. Dạ vô. Vô. Trời nóng quá. Sáng giờ phẻ. Mấy cái đứa này cũng quậy phá như ngày nào à.
Sao thầy lâu quá vậy mọi người? Ồ, đến sáng giờ cái nó muốn chết luôn rồi nè. Ê, không ấy vô nhà thầy uống nước đi. Không có được, phải đợi thầy vô. Đúng rồi, đợi tới đi thầy vô liền vậy mà. Ê, thầy kìa. Rồi thôi, các em ngồi đợi thầy chút nha. Dạ. Nhà thầy nhỏ ghê, không bằng 1/10 nhà tôi nữa. Ai không biết nhà bà giàu, có cần phải khoe dữ gì không? Nghe mà tôi tức. Thôi, ngồi xuống đi. Ê, công nhận nhà thầy không có gì giá trị ngoài mấy quyển sách hết trơn. Thầy đúng rồi, thầy là thầy mà, phải nhiều sách chứ. Thầy phải đọc nhiều sách mới dạy được tụi mình chứ. Dạ, con nghe nè. Sao rồi dì? Dạ dì hai nhớ dặn mẹ con nghỉ ngơi và dưỡng bệnh cho tốt, mua thuốc và đồ ăn bồi bổ, đừng có lo cho con. Dạ, tới tháng con sẽ gửi tiền về, dì hai nhớ mua thêm thuốc cho mẹ con nha. Dạ con đang có khách. Dạ con chào dì. Sao rồi? Sáng giờ mấy đứa đi tìm nhà thầy chắc khó khăn lắm phải không? Dạ, cũng đâu khó khăn lắm đâu thầy. Lòng vòng mấy tiếng là tìm ra. Dạ, tụi em đi vòng qua vòng lại cũng 8 vòng. Em là mất cả ngày luôn thầy ạ. Dạ, em muốn rụng cặp giò luôn. Thầy biết mà, đường vô trong nhà thầy á, nó lằn quằn lèo quèo, khó tìm lắm. Thầy ơi, mà thầy đừng có bỏ tụi em được không thầy? Dạ, đúng rồi thầy. Hay là thầy quay trở lại trường dạy đi thầy. Dạ, không có thầy á, tụi em học không có vô. Các em đều là những học sinh thông minh và nhanh nhẹn. Thầy tin á, nếu như mà các em chăm chỉ học hành thì sẽ có kết quả thật là tốt. Nhưng mà đừng có đi gây sự nữa. Vậy nếu mà tụi em học tốt với lại không đi gây sự nữa thì thầy được quay trở lại trường dạy đúng không thầy? Về cái chuyện này á, thì thầy không thể quyết định được.